Thưa quý vị, ngày 28 tháng 4 tới đây, Đà Nẵng sẽ khai trương phố du lịch An Thượng, kết nối hoạt động biển đêm Mỹ An và chương trình phố hội đường phố chào đón năm du lịch 2022 tại quận Ngũ Hành Sơn. Ủy ban Nhân dân quận đang phối hợp với các đơn vị liên quan gấp rút chuẩn bị chu đáo cho các hoạt động này để việc khai trương diễn ra đúng tiến độ, đảm bảo yêu cầu và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân khu phố cũng như trên địa bàn quận. Lễ khai trương tuyến phố du lịch An Thượng kết nối hoạt động biển đêm Mỹ An sẽ diễn ra vào lúc 18:30 tại đường Hoàng Kế Viêm. Song, việc cải tạo nâng cấp hạ tầng đô thị, chỉnh trang vỉa hè phục vụ du lịch tại các tuyến đường An Thượng và một số khu vực kết nối với khu vực biển đêm Mỹ An thì chỉ đảm bảo hoàn thành khoảng 90% vào ngày khai trương. Như những tuyến phố chính là An Thượng 1, An Thượng 4, Hoàng Kế Viêm, Lê Quang Đạo, Võ Nguyên Giáp sẽ hoàn thiện, còn các tuyến phố khác do ảnh hưởng dịch, cơ sở dịch vụ chưa hoạt động trở lại thì triển khai sau. Lãnh đạo quận Ngũ Hành Sơn cho biết việc cải tạo này bắt đầu từ ngày 15 tháng 3 năm 2022 và theo tiến độ cam kết sẽ phải thi công trong vòng 150 ngày, nghĩa là phải kéo dài đến tháng 9, tháng 10 năm 2022 mới hoàn thành. Tuy nhiên, theo chỉ đạo thành phố và với mong mỏi của bà con thì lãnh đạo ủy ban quận giao cho ban quản lý làm việc với các nhà thầu và các nhà thầu cũng rất là đồng tình và tích cực huy động nguồn nhân lực làm ngày đêm để chúng ta tạm thời có thể có cái bộ mặt tương đối hoàn chỉnh, xinh tươi để phục vụ cái lễ khai trương đúng vào đêm ngày 28 tháng 4 và chào đón cái dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 sắp đến. Theo đó, vào ngày 26 tháng 4, các đơn vị sẽ tạm dừng thi công, hoàn thiện bước đầu, dọn dẹp vệ sinh để chuẩn bị cho lễ khai trương này. Ủy ban Nhân dân phường Mỹ An cho biết, tại phố du lịch An Thượng đã có hơn 50% cơ sở kinh doanh hoạt động trở lại và sửa sang là mới cơ sở, đồng thời có hơn hàng trăm hộ kinh doanh đã cam kết xây dựng môi trường phố du lịch An Thượng văn minh, an toàn, thân thiện. Việc khai trương khởi động lại khu phố du lịch An Thượng sắp tới là niềm vui lớn của toàn bộ người dân trên địa bàn. Thì tôi thấy cái chủ trương của thành phố và của quận Ngũ Hành Sơn là rất là thiết thực và tạo được mọi điều kiện thuận lợi để cho nhân dân trong tuyến phố du lịch An Thượng chúng tôi rất là tốt. Sau 2 năm bị dịch bệnh, giờ được khởi sắc và người dân chúng tôi rất là vui và rất là phấn khởi. Và bà con cũng đã cam kết thực hiện nhất là trang trí đàn cờ hoa để phục vụ cho cái ngày khai trương. Và bà con cũng đăng ký các hoạt động kinh doanh như giờ hạnh phúc, thanh toán không dùng tiền mặt. Và giờ chúng tôi cũng đã vận động bà con nhân dân ra quân dọn vệ sinh môi trường, trật tự vỉa hè. Đến thời điểm này thì bà con dân cũng nhiệt tình hưởng ứng với chính quyền. Bên cạnh đó, chương trình vũ hội đường phố cũng sẽ được diễn ra vào lúc 19:30 cùng ngày, diễu hành trên các tuyến phố du lịch An Thượng. Với đơn vị thực hiện là trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng. Trước đó, từ ngày 15 tháng 3, nhà trường đã khởi động lại nhiều chương trình nghệ thuật được đầu tư bài bản để hâm nóng khu phố này, đạt hiệu ứng khán giả cao. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi để chuẩn bị tổ chức chương trình phố hội đường phố sắp tới diễn ra một cách tốt đẹp. Chúng tôi sẽ đem đến cho du khách một cái trải nghiệm về các cái loại hình nghệ thuật, đặc biệt là nêu cao lên cái loại hình nghệ thuật mang tính chất dân tộc và nó phải phù hợp, cập nhật với cái xu hướng thế giới để làm sao cho những người đến du lịch của thành phố Đà Nẵng không chỉ tham quan ở bãi biển, thưởng ngoạn những cái cảnh đẹp của Đà Nẵng mà còn được hưởng thụ những cái gì là tinh thần đặc trưng của vùng miền và của thành phố Đà Nẵng. Cùng với nhiều hoạt động hấp dẫn sẽ diễn ra trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vào dịp lễ 30 tháng 4 và ngày 1 tháng 5, thì việc khai trương phố du lịch An Thượng kết nối hoạt động biển đêm Mỹ An cũng có ý nghĩa quan trọng đối với du lịch Đà Nẵng, góp phần bổ sung làm mới các sản phẩm du lịch hiện có để phù hợp với xu hướng, nhu cầu của du khách, qua đó tạo điểm nhấn du lịch, thu hút du khách trong nước và quốc tế đến khu phố du lịch nói riêng và thành phố Đà Nẵng nói chung.